Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay Hoa Vườn Nhà thực hiện cái chủ đề là bón loại phân nào cho cây hoa để cây hoa phát triển thật là tốt. Ở đây thì hôm nay là Hoa Vườn Nhà giới thiệu với anh chị và các bạn là một loại phân hữu cơ có tên là phân trùn quế. Phân này thì được sản xuất theo cái phương pháp hữu cơ, tức là sản xuất theo cái những cái phương pháp mà để tạo ra những cái phân hữu cơ từ cái con giun quế. Ở đây là Hoa Vườn Nhà có mấy cái chậu hồng như thế này, đường kính chậu khoảng độ 65 cm nhé anh em nhé. Ở đây là cái cây hồng đào này, nó đang có hoa. Thì cái phân trùn quế này thì nó có rất là nhiều cái tác dụng. Thứ nhất là nó có tác dụng là tăng cường dinh dưỡng cho đất, nó làm cho đất tơi xốp, và nó có cái tác dụng cải tạo đất rất là tốt, mà đặc biệt là nó không gây xót rễ, không gây xót cho rễ, không gây trột cây. Khi mà chúng ta mới tiến hành trồng cây á, thì chúng ta có thể là trộn 20 đến 30% cái phân trùn quế này vào đất để chúng ta trồng cây, tức là khi mà chúng ta làm giá thể. Còn cái phân trùn quế này thì theo như Hoa Vườn Nhà chia sẻ thì các bạn nên mua cái bao 10 kg như thế này. Đây, cái bao này là bao 10 kg, thì mua lẻ thì nó rơi vào tầm khoảng 60.000 một bao. Còn nếu mà các bạn mua bao 5 kg ấy, thì cửa hàng nó sẽ lấy các bạn 40.000, tức là 10 kg là hai bao là sẽ thành, về cơ bản là sẽ thành 80.000, thì nó sẽ đắt hơn, bao to nó rẻ hơn bao bé. Bây giờ chúng ta bắt đầu bón nhé. Mỗi một gốc hồng như thế này thì các bạn bón khoảng độ 1 kg phân trùn quế. Đó, các bạn xúc khoảng 1 kg phân trùn quế, các bạn bón quanh gốc rồi lấp vào. Các bạn nên nhớ là các bạn nên đào xuống nhé, sới đất đào xuống xong các bạn lấp vào để tránh tình trạng bị rửa trôi khi mà chúng ta tưới nước hoặc trời mưa, và tránh tình trạng là phân nó bị ánh nắng chiếu trực tiếp, nó sẽ bốc hơi những cái thành phần tốt của phân. Đó. Đấy, các bạn bón như thế xong các bạn tiến hành lấp vào. Đấy, các bạn tiến hành lấp vào nhá. Đấy, xong mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bón ở những cái cây ở ngoài đất. Các bạn lấp vào. Chúng ta tiếp tục bón phân vào những cái gốc hồng ở dưới đất nhé. Ở đây mình lấy cái cuốc mình xới lên. Để các bạn lưu ý xới xong bắt đầu các bạn rạch thành cái rãnh là các bạn bón phân vào, xong đó các bạn lấy lấp lại nhé. Đây là mấy cái cây hồng mà mình vừa mới cắt để đợi ra cái dịp Tết này. Cắt rất sâu đấy, cắt rất sâu thì nó đang chỏi mầm này các bạn này. Còn vừa rồi thì mình cũng có clip là các bạn cắt hoa hồng để chơi Tết, là cắt khoảng 3-4 lá là cắt vào ngày 15. Còn các cái bạn ở miền Trung, miền Nam thời tiết ấm hơn thì các bạn có thể cắt vào ngày 20, chính là 20 tháng 11 năm nay này. 20 tháng 11 âm lịch ấy. Đấy, còn những bạn ở miền Bắc mà nó lạnh hơn thì các bạn cắt từ hôm 15 rồi. Đấy, nhiều bạn hỏi là bón phân gì thì mình đã có clip chia sẻ bón phân NPK 13 13 3TE rồi. Thì hôm nay thì dành cho những bạn mà mong muốn bón cái phân hữu cơ thì sẽ bón cái phân trùn quế này. Mỗi một gốc thì các bạn bón khoảng 1 kg nhé. Đấy, các bạn cứ đổ quanh gốc rồi lấp vào. Đó. Ở đây thì cái hồng này là hồng Sapa, nó đang nhảy mầm rồi. Mình cắt sâu thì mình phải cắt trước. Còn nếu mà cắt tầm 3 lá, 4 lá thì chúng ta sẽ cắt vào ngày 15 ở miền Bắc. Còn miền Nam thì khoảng độ ngày 20. Theo nhiều chia sẻ của anh em trong miền Nam thì anh em chăm sóc tốt những cái cây mà nó có điều kiện phát triển tốt thì tầm 1 tháng đã là một có một lưới hoa rồi. Nhưng ngoài Bắc mình thì phải tầm 40 đến 45 ngày. Đó. Thì qua clip này cũng rất mong các bạn biết cái cách bón phân cho hoa hồng để chúng ta có cái hoa đẹp.
chúng ta kết hợp giữa NPK và kết hợp giữa NPK với cả phân hữu cơ. Điều đấy là rất tốt. Các bạn có thể dùng phân bò nhé, phân bò hoai mục, nhưng mà riêng phân bò thì các bạn phải ủ bằng vôi khoảng độ 2 tháng các bạn mới dùng nhé. Không là nó sẽ sinh ra những cái con sùng to như ngón tay, nó cắn hết rễ các bạn ấy. Thi thoảng có bạn đào lên bảo là mang về rang xào nhậu đấy, con đấy rất là hại rễ. Còn với những cái con mà sâu bệnh như là những cái loại trĩ này, rồi những cái nhện đỏ này, thì các bạn phải để ý, khi có các bạn phải diệt ngay bằng thuốc trừ sâu đó. Thì với cái những cái loại hoa hồng này thì rất là dễ chăm nếu các bạn biết cái điều kiện sinh trưởng của nó đó. Nếu mà phân bò thì các bạn phải trộn với vôi để khoảng độ 2-3 tháng hoai mục rồi hãng bón nhé. Hoặc là phân gà, phân chim thì các bạn phải cũng phải trộn với vôi để vài tháng mới sử dụng nhé. Không bón trực tiếp là nó nóng đấy. Nó nóng là nó hỏng cái bộ rễ của cây đấy. Nhất là các bạn đang trồng cây trong chậu mà nó nóng là nó nguy hiểm lắm. Nó rất dễ hỏng cái bộ rễ của cây. Đây là những cái cây phân chi. Có mấy cái mầm cái mình để dài mình đang chiết rồi. Chiết để tạo ra những cây mới. Để các bạn sới lên nhé. Đó, sới lên. Những cây ở dưới đất thì nó phát triển rất tốt. Đây mình có rất là nhiều cây trong chậu này. Mình sẽ bón lần lượt luôn. Các bạn cứ mua những cái bao to to ấy thì tầm 10kg ấy thì nó sẽ rất rẻ. Còn nếu các bạn mua cái bao 5kg một thì nó đắt lắm. Thì qua clip này thì cũng chia sẻ với các bạn kinh nghiệm bón phân hữu cơ cho cái cây hồng. Thì rất mong các bạn xem clip thì hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà vào nhấn like, chia sẻ cái clip này cho mọi người cùng biết nhé. Xin cảm ơn các bạn.